ý tưởng của mùa hè 1999 nó xuất phát từ đầu năm ngoái, khi mà mình có cái dịp xem lại những fan home video của Thắng quay, cũng chính bằng cái máy mà mọi người thấy cũng những cái đợt đi du lịch của gia đình cũng như các tiệc tùng ở trong nhà suốt nhiều năm. Thì đầu năm ngoái mình xem lại, mình đã có cái ý tưởng là một câu chuyện xoay quanh những cái gọi là những cái mảnh ghép những cái đoạn, những cái thời điểm khác nhau trong cuộc sống của gia đình mình. Thì cái đây là một câu chuyện về gia đình nhưng mà được kể qua những cái lát cắt của thời gian của gia đình đó. Đó là ý tưởng của mùa hè 1999. Em cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thật ra là không phải là em, tại vì em hơn, em được chú làm diễn nhìn chú cái nghĩa là em rất là thích diễn xuất và em cũng đi casting rất là nhiều bộ phim, nhưng mà rất là may mắn là em rớt hết. Chỉ có bộ phim này là mùa hè 1999 thì rất là may mắn khi được chú Thắng Vũ cũng như là ekip của Secret Code trao cho mình một cái cơ hội để mình lấn sân sang một cái lĩnh vực rất là mới, cho nên là cũng có rất là nhiều điều mới mẻ và thú vị. Nhưng mà Mỹ Chi nghĩ là Mỹ Chi sẽ làm thật tốt, bởi vì ekip rất là dễ thương, nhiệt tình và chú Thắng rất là có thành. Xin kể lại cái giai đoạn mà em casting một chút xíu. Khi mà em casting cái bộ phim mùa hè 1999 thì cái lúc đó khi mà em vô casting thì em thật sự không biết là chú đạo diễn ngồi đó. Em chỉ biết có một người đàn ông đội nón ngồi ở trong đó, không biết em nhớ có đội nón không ta. Dạ, thì ngồi ở trong đó thì em cứ vô em diễn đúng cái phân đoạn của mình thôi. Thì khi mà diễn xong á thì chú mới kiểu lúc diễn xong á, casting xong em mới biết là chú là đạo diễn. Thì lúc đó em cảm thấy vui quá, tại vì nếu mà mình biết trước cái điều đó là xong, là mình bị áp lực á, mình không có thể nào diễn được. Rồi sau khi đó thì chú mới hỏi em rất là nhiều mấy cái câu hỏi ngoài lề, giống như là hỏi em có bạn trai chưa tùm lum hết đó. Cái xong rồi em lúc đó em thấy chú hỏi nhiều đủ á, nhưng mà dễ thương, nghĩa là tạo cho mình cảm giác gần gũi, mình không có bị hồi hộp. Thì sau đó, sau khi mà cách đó, sau đó 2 ngày thì ekip mới báo cho em là em đã trúng vai rồi, nhưng mà hình như là không nói là như một tuần, không nhớ nữa. Nhưng mà báo cho em là trúng vai, nhưng mà không nhớ lúc đó là nói là trúng vai chính hay gì, mà em cũng không biết em vai chính luôn. Em chỉ biết là hồi mình được đóng phim vui quá. Cái xong rồi vừa niềm vui và nụ cười chưa kịp tắt thì ekip đã nói là nhưng mà Mỹ Chi phải giảm cân. Cái xong rồi em lặng luôn, mà giảm tới 8kg thì em cảm thấy nó là một con số thật là khủng đối với em. Nhưng mà em đã đi được một nửa của hành trình 8kg rồi. Và đó là những cái gì mà em chuẩn bị cho bộ phim này. Cũng như là mình khi mà nhận được những cái kịch bản á, thì em luôn cố gắng đào sâu vào nhân vật, cũng như là mình khai thác nó như thế nào theo cái ý của mình muốn. Và mình hỏi ý với lại chú đạo diễn và chú Thắng như thế nào. Và em cũng đã có tập luyện cái Minh Phượng xin kính chào quý khán giả đã từng xuất hiện với lại quý vị khán giả và bây giờ lại tiếp tục xuất hiện nữa. Nhưng với cái sự đam mê nhiệt tình và một cái mỹ cảm của đạo diễn đã từng khi mời Minh Phượng đã nói như thế này, con muốn mời cô với một cái gương mặt rõ, như hồi nãy Minh Phượng đã nói đó, không cũ lắm nhưng rõ ràng là không xuất hiện nhiều trong những cuốn phim, cho nên là hy vọng là với cái sự nhiệt tình của cô và với lại cái nội dung phim đó thì cô sẽ đem đến những cái mỹ cảm, những cái khả năng mà cô có được để đem đến cho khán giả một sự mới mẻ hơn. Lượng người hâm mộ nó chiếm khoảng 30% trong toàn bộ phim. Tháng 9 là cũng 2015 của Hoàng Duy và Hoàng Duy. Dạ, em tham gia nghệ thuật được 4 năm rồi và em cũng đã đi casting rất là nhiều những cái bộ phim đậu cũng có mà rớt cũng có. Thì
năm vừa qua quả thật là một cái năm rất là may mắn với em, khi mà em cùng lúc được những cái dự án như là phim Chị Trợ Lý Của Anh của chị Tâm và một cái phim ở Nhật. Em cũng giống như những bạn khác thôi, là em cứ thử sức hết mình là em đi casting và may mắn là em được chọn. Nhưng mà thường thì mọi người hay chọn em vào những cái vai ác hoặc là những cái vai đanh đá. Thì rất là may mắn khi là lần này em được sống một cái vai tuổi trẻ và được trải nghiệm cái năng lượng tích cực trong bộ phim. Gần đây mình cũng có những cái phim tương tự gần đây luôn. Thì cái chuyện nó giống nhau, chắc chắn sẽ có, mình không phải là người đầu tiên gì đâu. Nhưng mà em nghĩ là em khá tự tin về cái sự chân thật và cái sự khác biệt của nó. Nhưng mà là mình đang cố làm theo gọi. Và nhà sản xuất sẽ mọi người sẽ cố gắng tìm cái cách nào treatment cho nó hiệu quả và đỡ phải bệnh viện ra nhiều. Thì phim em cũng ngoại lệ, cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái chuyện làm sao mình gọi là bán được cái look đó, cái xây dựng lên cả một cái khu vực Hồ Con Rùa mà 599 đó tụi em không làm được. Nhưng mà đó cũng là một cái thú vị của cái phim này, tại vì em cái em muốn thuyết phục khán giả không phải là sự hoành tráng của cái sự tạo dựng lại mỗi không gian, mà là cái tinh thần của nhân vật như thế nào. Để thậm chí mọi người coi clip hồi nãy cũng không thấy cái gì nó nhiều về production design, nhưng mà em muốn bán được cái không khí bằng những cái bằng combination của những cái thứ khác nhau đó. Thì cái không khí nó là indie, nhưng mà mình phải feel được cái không khí chứ không phải không gian. Thời lượng khoảng 30%. Cái điều này tụi em có hỏi nhau liên tục, tại vì em cũng rất là tâm huyết với cái chuyện là mình nói phim này 1999 mà coi cái 5 phút thì nó không, em ngay cả em cũng không cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà tại vì cái tham vọng nó còn nhiều hơn nữa, là em muốn là mình không có đi vào quá khứ rồi mình đặt góc máy cái kiểu như là phim điện ảnh, nhưng mà vì tất cả những cái góc, những cái hình ảnh mình có của 1999 là do cái nhân vật đó họ bấm máy quay gia đình mình mới có được, có nghĩa là họ phải có cái chủ đích đó, cho nên nó hạn chế rất là nhiều về góc máy như thế nào cho nó tự nhiên. Thì cái đó liên quan đến kịch bản và tâm lý nhân vật rất là khó, nhưng mà tụi em nó mất rất là nhiều thời gian để giải quyết cái vấn đề đó.